Nếu như vách TV trở thành linh hồn của phòng khách thì vách đầu giường cũng trở thành điểm nhấn quan trọng trong phòng ngủ. Bạn là thợ thi công hay bạn là chủ nhà thì cũng đừng bỏ qua video này để có được bức vách đầu giường ưng ý nhé. Trước khi đi vào gợi ý các kiểu thi công vách đầu giường, OneLux xin giới thiệu tới các bạn ưu điểm vượt trội của các vật liệu ốp vách đầu giường tại OneLux. Các thanh ốp OneLux với thiết kế dạng đặc, dễ dàng vận chuyển và thi công, ít chịu tác động vật lý làm biến dạng, chống ẩm mốc mối mọt hoàn toàn. Lớp màu sử dụng công nghệ ép nhiệt gắn chết trên bề mặt cốt nền, giúp lớp màu bám chắc và không bị bong dưới điều kiện thời tiết nồm ẩm ở Việt Nam. Hai dạng thanh phẳng và dạng lam sóng với màu sắc đa dạng, giúp các nhà thiết kế và thi công nội thất thoải mái lựa chọn và phối hợp để có một không gian độc đáo khác biệt. Trước mắt các bạn là kiểu thi công vách đầu giường sử dụng thanh ốp phẳng màu trắng, các thanh ốp được cắt ngắn so với kích thước thực của vật liệu, nẹp inox được chen giữa các phần nối để tạo nên bức vách phá cách, hai bên có thể phối với thanh lam sóng hoặc gương ghép nghệ thuật. Một kiểu thi công vách đầu giường bằng thanh ốp phẳng nữa mà các bạn có thể tham khảo là sử dụng thanh lam phẳng màu trắng ốp hết diện đầu giường, sau đó bạn phối vách này với ốp gỗ, phủ melamine liền giường và táp đầu giường, phương án này vừa cho bạn một bức vách đẹp, lại tối giản chi phí. Kiểu thi công vách đầu giường thứ hai là thi công với thanh lam sóng OneLux. Các bạn có thể xếp thanh lam sóng thẳng đứng chính giữa, phối với gương đen và ốp gỗ hai bên phần táp đầu giường, hoặc cũng có thể sử dụng thanh lam để ốp cách điệu. Kiểu thứ ba, thi công phối hợp giữa thanh phẳng và lam sóng OneLux. Với kiểu thi công vách đầu giường này, thanh phẳng được ốp ở chính giữa, không kịch trần, lam sóng được ốp bao quanh bên ngoài tạo hình chữ U ngược. Bức vách kiểu này có tạo hình giống một quả đồi vững chãi và chắc chắn, tựa đầu giường vào đây sẽ khiến chủ nhân tịnh tâm, an giấc. Trên đây là các kiểu thi công vách đầu giường sử dụng vật liệu trang trí hiện đại OneLux. Hy vọng với những gợi ý này, các bạn thiết kế thi công nội thất hay những chủ nhà khó tính có thể dễ dàng hình dung ra vách đầu giường nhà mình, nhà khách hàng của mình. Mọi thắc mắc về vật liệu, cách thi công, báo giá thi công, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 0968 999 970 hoặc 0989 840 322, website onelux.vn.